Adipka sụp đổ trong tuyệt vọng. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp nối các cập nhật vào ngày hôm qua ở Adipka, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những gì mà người nga đã giành được tại đây. Ngoài ra, một dự đoán mới về những xáo trộn lớn trong chính quyền Kiev đang khiến cho ngoại giới quan tâm và Tổng thống Zelensky một lần nữa đang bị đặt vào tình thế lưỡng nạn Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thông tin này phòng tuyến phía nam Adipka sụp đổ. Với sự hỗ trợ của xe tăng và máy bay, Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ mạnh, đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các thành trì lớn gần khu vực công sự kiên cố Taska, Okhota, tiêu diệt và bắt giữ một nhóm binh sĩ của đối phương. Hiện tại, quân Nga đang tiến dọc các con đường Chernihivsky và Sobonaya theo hướng Tây. Chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Masovets đã thừa nhận rằng người Nga đã có mặt ở rìa trung tâm của Adipka. Việc Nga chọc thủng được tờ Saka Okhota đã khiến cho tuyến phòng thủ phía nam của thành phố này bị bè gãy và không còn gì có thể ngăn cản được quân Nga tiến vào trung tâm thành phố từ hướng này. Ngoài ra, họ đã còn đẩy lực lượng Ukraine ra xa khỏi khu công nghiệp phía nam và tạo ra khoảng trống cho việc củng cố lực lượng. Trong khi đó, ở phía bắc, Nga tiếp tục siết chặt lực lượng Ukraine khi tiến về phía nhà máy than cốc và xâm nhập vào khu nông nghiệp Raguda buộc đối phương phải rút lui về khu vực có hệ thống chiến hào quan trọng nằm liền kề đường cao tốc H-20. Tuy nhiên, phía Nga đã gần như không thể tiến tới được khu vực trung tâm của làng Stepove bởi sự phòng thủ quyết liệt của lữ đoàn 47 Ukraine. Đây là một trong những lữ đoàn được trang bị tốt nhất với xe tăng Leopard 2 và xe bộ binh Bradley. Cuộc chiến Ukraine đang ở một thời điểm rất quan trọng bởi vì nếu như để mất Adipka, đồng nghĩa là Ukraine sẽ phải rút về cao điểm ở Ocheretine và các hồ chứa ở Kalipka. Việc giữ vững được Adipka cũng là chìa khóa để duy trì nhuệ khí cho quân đội Ukraine sau khi Bakhmut đã thất thủ. Việc Ukraine điều động lữ đoàn 47 tới mặt trận này là minh chứng cho tầm quan trọng của Adipka. Một trong những lý do giải thích cho việc Nga không đạt được tiến bộ ở Stepove là do ở đây Ukraine bố trí lữ đoàn 47 tinh nhuệ nhất, được trang bị tốt nhất Cùng với đó là một số đơn vị đặc biệt tình nguyện khác, trong đó có trung đoàn lực lượng đặc biệt biệt lập số 8. Thế giao tranh rằng co dữ dội cũng chỉ xảy ra ở Sepov, chứ không phải là toàn bộ mặt trận Adipka. Ukraine với đội hình chiến đấu thiện chiến nhất được NATO huấn luyện đang đối đầu với một đội hình chiến đấu hạng trung của Nga. Trong đó, hầu hết là lực lượng dân quân Danes và một số biệt kích dù. Vào hôm 21 tháng 1, Giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết thương vong của Nga tại Adipka đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trang Media Zona lại cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Số lượng thương vong đang giảm mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù tổn thất vào tháng 10 là khá cao do xuất hiện giao tranh dữ dội ở Adipka. Nhưng mà đến tháng 1 thì tình trạng đã được cải thiện trông thấy. Điều đó có nghĩa là các thông tin về tổn thất nặng nề của phía Nga chỉ là để đánh lừa công chúng. Còn thực tế, hầu hết thời gian Nga đều có rất ít tổn thất. Trong khi đó, họ vẫn đang gây ra được thương vong nặng nề cho phía Ukraine bằng bom và pháo, đồng thời liên tục gây ra những tổn thất trên tiền tuyến. Hôm 21 tháng 1, thì truyền thông Ukraine đã công bố một cảnh quay ghi lại giao tranh ác liệt khi mà lữ đoàn số 110 của Ukraine phải chống đỡ với những cuộc tấn công của Nga tại Adipka. Các binh sĩ Ukraine thú nhận rằng kẻ thù đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của họ tại đây bằng các cuộc không kích và cận chiến diễn ra hàng ngày. Đồng thời, Phía Nga đã sử dụng một số lượng lớn các thiết bị trên chiến trường mà chưa từng một quốc gia nào sử dụng trong các cuộc xung đột của thế kỷ 21. Phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Ukraine Oleksandr Stupun cho biết rằng quân đội Nga đang tập trung các hoạt động tấn công tại Adivka và Novo Mikhailivka, chủ yếu là tấn công bằng bộ binh, sử dụng rất ít thiết giáp. Như vậy là phía Ukraine xác nhận Nga đang sử dụng chủ yếu bộ binh vào thời điểm hiện tại. Đồng thời, theo dữ liệu của Mediazona thì nó cho thấy tỷ lệ tổn thất của Nga vào các tháng cuối năm ngoái là khá thấp. Do đó, gián tiếp bác bỏ tuyên bố của ông trùm tình báo Budanov rằng phía Nga đang chịu tổn thất lớn tại Adipka. Tất nhiên, người Nga đang mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán của nhiều người ở Adipka bởi vì Kiev đã biến nơi đây thành một pháo đài kiên cố trong suốt nhiều năm qua. Giờ đây, khu vực phía nam thành phố này đã rơi vào tay Nga. Với tốc độ hiện tại, không rõ quân đội Ukraine còn có thể trụ thêm được bao lâu. Và Kiev sẽ trả cái giá nào để bảo vệ được thành phố này. Trong khi đó, phía nga có nguồn lực vượt trội ngay cả khi họ không sử dụng tới lực lượng thiện chiến nhất, thì kết cục tồi tệ với quân đội ukraine tại adipka vẫn là không thể tránh khỏi. Adipka đã trở thành cỗ máy xay thịt thứ hai và sẽ sớm kết thúc tương tự như bắc Mút. Chính giới lãnh đạo kiev cũng đang gián tiếp giúp nga tiêu hao nhiều hơn các đơn vị tinh nhuệ không thể thay thế của mình với sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ ở mặt trận phía nam adipka. Nhiều khả năng, Kiev sẽ điều động lực lượng khác tới đây để hỗ trợ, đồng nghĩa là họ buộc phải chuyển quân dự bị từ các vùng xung quanh và làm lộ diện các vị trí đồn trú của lực lượng Ukraine tại các thành trì quanh Tersaka Okhota. Từ đó sẽ tạo ra cơ hội cho Nga tiếp tục tiêu diệt mục tiêu. Chiến thuật của Nga hiện giờ là buộc Ukraine phải chuyển quân từ hướng này sang hướng khác trên tiền tuyến, đồng thời đánh vào các vị trí tập trung quân của Ukraine ở hậu phương. Chiến thuật nguy hiểm của Nga đánh úp vị trí hậu phương của Ukraine. Ngày hôm qua, truyền thông Ukraine ghi nhận rằng 14 khu định cư tại Donetsk đã bị Nga tấn công, trong đó có các thành phố Minograd, Selidovo, Konstantinovka. Chúng đã bị tấn công bằng tên lửa S-300. Nga cũng đã không kích bằng bom KB-500 vào thành phố Torres, khiến cho các cơ sở hạ tầng tại đây bị hư hại. Các trang mạng của Ukraine dẫn lời của cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine Igor Misichuk cho biết rằng Cuộc tấn công của Nga nhắm vào thành phố Minograd vào đêm hôm qua đã khiến cho 16 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương. Ông này cáo buộc chỉ huy lữ đoàn 110 của Ukraine đã sơ xuất khi tập trung nhân sự với số lượng lớn như vậy trong tòa nhà. Theo kênh RV Voenko, phía quân đội Ukraine đã không hề đưa tin về cuộc tấn công này, nhưng mà cảnh sát đã đề cập bằng một bản tin ngắn gọn rằng sau nửa đêm, Nga đã bắn tên lửa vào Minograd, Selidovo và Konstantinovka cơ sở hạ tầng xã hội, tòa nhà hành chính, nhà kho, cửa hàng, nhà riêng và ô tô đã bị hư hỏng. Hiện thì không có người dân nào bị thương. Giới quan sát nhận định cuộc tấn công đêm qua vào hậu phương của Ukraine là để trả đũa cho cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine vào dạng sáng hôm 21 tháng 1, nhắm vào khu chợ Grydovsky thuộc Danyshs do phía nga kiểm soát. Nhưng mà thực tế đây chỉ là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước, bởi vì các thành phố thuộc vùng Danyshs nên là Pskov. Kurakovo, Selidovo và Minograd vốn đã bị Nga tấn công nhiều lần kể từ đầu năm. Việc người Nga gia tăng đáng kể cuộc tấn công theo hướng này có thể là do phía Nga đã kiểm soát được thành phố Mariinka. Nhưng mà đây không phải là lý do duy nhất. Một lý do nữa đó là Nga đang muốn tấn công liên tục vào các vị trí tập trung quân và thiết bị của Ukraine ở hậu phương, từ đó làm giảm tổn thất cho bộ binh của mình ở tiền tuyến. Hiện tại thì mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ không còn là ưu tiên, Thay vào đó, Nga muốn tập trung tiêu diệt lực lượng dự bị của quân đội Ukraine. Nga từng tấn công khách sạn Kharkov Palace ở trung tâm thành phố Kharkov, tuyên bố rằng địa điểm này là trụ sở bí mật của tình báo Ukraine và là nơi mà Kiev lên kế hoạch tấn công vùng belgorod của Nga. Đồng thời, đây cũng là nơi trú ngụ của lính đánh thuê nước ngoài. Ngày hôm qua, cơ quan mật vụ Ukraine đã bắt giữ một blogger có tên là Evgeny Lepchansk, anh này được cho là đã quay một đoạn video bác bỏ tuyên bố của chính quyền Kiev rằng khách sạn bị tấn công ở Kharkov chỉ toàn là dân thường. Anh này khẳng định rằng đã nhìn thấy rất nhiều quân nhân ở đó. Vào ngày 16 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng cuộc tấn công của họ ở Kharkov đã tiêu diệt hơn 60 chiến binh mang quốc tịch Pháp. Nga thậm chí còn triệu tập cả đại sứ Pháp là Pierre Levy tới Bộ Ngoại giao để yêu cầu giải thích về sự có mặt của binh sĩ Pháp tại Kharkov. Tất nhiên là Pháp đã phủ nhận mọi chuyện, nhưng mà chính miệng Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu trước đó đã từng xác nhận có thường dân của họ chiến đấu ở Ukraine. Mới đây, nhà báo, nhà sử học quân sự người Pháp Lauren Bryant đã tiết lộ thông tin bí mật rằng vào năm 2022 có một kế hoạch nhằm thuyết phục các quân nhân Pháp rời quân ngũ và sau đó đến Ukraine để chiến đấu nhằm nhận mức lương cao. Từ lâu, cũng đã có thông tin ngầm rằng NATO đã vận chuyển hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tới Ukraine. Họ đang gây áp lực để buộc các binh sĩ NATO giải ngũ và phải mặc quân phục Ukraine để ra chiến trường. Và vụ tấn công vừa rồi vào một đơn vị đồn trú lính đánh thuê của Pháp tại Kharkov chỉ là một trong số rất nhiều bằng chứng cho thấy đây là cuộc chiến tranh giữa Nga và NATO. Do đó, chúng ta có thể hiểu được động cơ của Nga trong việc tấn công sâu vào lãnh thổ song song với việc gia tăng cường độ trên toàn mặt trận là gì. Chắc chắn với tổn thất chưa kịp phục hồi từ cuộc phản công mùa hè vừa rồi và mức hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây đang càng ngày càng suy giảm, thì Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những thử thách như vậy đến từ nước Nga. Nga cảnh báo nội bộ Kiev đang bước vào giai đoạn hỗn loạn. Trong bối cảnh mặt trận phía Nam Adipka sụp đổ, nội tình Ukraine cũng càng ngày càng cho thấy sự dối ren khi mà kênh Resident đã dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Văn phòng Tổng thống Zelensky đang cố tình trì hoãn điều động thêm quân để hỗ trợ cho Adipka. Các tướng lĩnh cấp cao tin rằng Tổng thống Zelensky đang lợi dụng tình huống này để loại bỏ Tổng tư lệnh Zaluzny và bổ nhiệm Giám đốc Tình báo Quốc phòng Budanov lên thay thế. Không những vậy, nguồn tin còn cho biết tướng Zaluzny đã yêu cầu thêm ngân sách để xây dựng các công trình phòng thủ, nhưng mà ông Zelensky lại từ chối và chỉ phân bổ một phần bốn số tiền. Quân đội cho rằng số tiền này là không đủ để xây dựng các công trình phòng thủ chất lượng cao dọc theo toàn bộ chiến tuyến nội bộ thì bê bát là thế trên mặt trận ngoại giao cũng không có gì tiến triển tốt đẹp đối với ukraine gần như toàn bộ ban lãnh đạo kiev đã bay tới thụy sĩ để tham dự diễn đàn kinh tế davos nhưng chuyến đi này hoàn toàn thất bại do họ không nhận được một lời cam kết hỗ trợ công khai nào từ các đối tác phương tây Thành tựu nổi bật nhất đối với họ đó là một số bức ảnh mang tính biểu tượng với giới tinh hoa thế lực ngầm như là Ngoại trưởng Kuleba chụp chung với con trai của nhà tài Việt George Soros, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yurimov và tránh văn phòng Yermak chụp hình cùng với ông trùm sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab. Và đối mặt với bất lợi cả trong lẫn ngoài như vậy thì Tổng thống Zelensky sẽ điều hành đất nước của mình như thế nào đây? Ngày hôm qua, cơ quan tình báo nước ngoài của Nga đã dự đoán Ukraine sắp tiến hành một cuộc cải tổ nhằm đưa thêm những nhân vật thân Mỹ lên nắm quyền. Báo cáo có đoạn như sau: Đối với vị trí thủ tướng, người Mỹ đang đề cử đại sứ Ukraine tại Washington là Osana Makarova. Còn phó bộ trưởng tài chính Alexander Kava thì được đề nghị thăng chức lên làm bộ trưởng. Thứ trưởng Tara Kaskar được đề cử vào chức bộ trưởng Bộ kinh tế. Người Mỹ yêu cầu loại bỏ bằng lý do này hay lý do khác những nhân vật đã đánh mất niềm tin của Nhà Trắng khỏi các chức vụ lãnh đạo trong chính phủ. Danh sách đen bao gồm hàng chục các quan chức cấp cao của Ukraine thuộc nhóm thân cận với ông Zelensky. Ông Zelensky được thông báo rằng nếu như không cải tổ thì Washington sẽ công khai hồ sơ tam nhũng chết chóc của các quan chức thuộc về ông. Như trong video trước chúng ta đã phân tích, rằng cả Tổng thống Biden và ông Zelensky, mỗi bên đều có thể rút quân bài tham nhũng để tống tiền nhau. Bản báo cáo của tình báo Nga cho thấy rằng chính quyền Biden đang gây áp lực lên Zelensky để buộc ông này phải loại bỏ những tay chân không đáng tin cậy về mặt chính trị. Dù thông tin này không có quá nhiều điều gây ngạc nhiên, nhưng mà vì sao tình báo Nga lại không giữ những thông tin này cho riêng mình? Câu trả lời chính là tình báo Nga muốn gián tiếp tái khẳng định dự báo trước đó của họ về việc các quan chức cấp cao của phương Tây đang thảo luận về việc tìm người thay thế ông Zelensky. Tờ Politico vào hồi tháng 12 đã viết rằng đã đến lúc tổng thống Ukraine cân nhắc việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, trong đó cho phép các nhà lãnh đạo phe đối lập và xã hội dân sự tham gia vào chính trị. Điều đó cho thấy rằng tổng thống Zelensky đã không còn được lòng chính quyền Biden và sẽ bị thay thế nếu như còn ngoan cố. Đứng trước nguy cơ vừa bị cắt giảm viện trợ lại vừa dễ bị lật đổ, nhiều khả năng là ông Zelensky sẽ phải nhượng bộ trước yêu cầu cải tổ nội các từ Washington. Do đó, Việc tình báo Nga tiết lộ công khai chi tiết về những thay đổi nhân sự sắp xảy ra của Ukraine là nhằm mục đích làm nổi bật mức độ ảnh hưởng của chính quyền Biden đối với chính quyền Zelensky. Cũng có nhiều khả năng là phía Nga muốn đẩy Tổng thống Zelensky vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi công bố dự đoán này. Thông tin được tiết lộ này đang buộc ông Zelensky phải lựa chọn giữa phẩm giá cá nhân hay là an ninh cá nhân. Trong đó, nhiều khả năng là ông ấy sẽ lựa chọn hy sinh phẩm giá để bảo toàn tính mạng của mình. Rõ ràng rằng giới lãnh đạo Kiev sẽ được hưởng lợi nếu như ngoan ngoãn phục tùng nhóm tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Đột nhiên dồn dập cảnh báo Thế chiến 3 đang đến rất gần. Chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến ở Ukraine bước vào giai đoạn mới đầy nguy hiểm. Nhiều bên đang leo thang xung đột ở Trung Đông và cuộc bầu cử vừa diễn ra ở Đài Loan với chiến thắng của đảng Dân Tiến ủng hộ quyền độc lập, khiến cho Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tấn công Đài Loan hơn bao giờ hết. Vậy, Điều gì đang xảy ra để cho các cường quốc bắt đầu xung đột với nhau trên khắp hành tinh? Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cảnh báo rằng thế giới đang trong giai đoạn tiền chiến tranh và các cường quốc phương Tây có thể sớm phải đối đầu với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Trong khi đó, các quan chức lầu năm góc cũng đưa ra cảnh báo tương tự rằng thế giới đang trên bờ vực của Thế chiến thứ ba trong bối cảnh xung đột gia tăng ở Trung Đông. Về phía Nga, Newsweek dẫn lời người dẫn chương trình nổi tiếng là Vladimir Solovyov rằng chúng ta đang tiến tới Thế chiến thứ ba. Nó đã được tiến hành và ông Trump cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm qua thì Newsweek tiếp tục dẫn lời của tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonyan bình luận Thế chiến thứ ba sẽ bắt đầu nổ ra từ Trung Đông và sẽ khiến cho thế giới phân tâm khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với những tuyên bố dồn dập như vậy, không biết chính xác là liệu thảm họa này có thực sự xảy ra hay không. Bối cảnh tại Trung Đông quả thực là rất phức tạp. Israel và Hezbollah tiếp tục tấn công nhau dọc theo biên giới phía bắc của Israel. Mặc dù vào hôm 20 tháng 10 thì quân đội Mỹ đã tiến hành đợt không kích lần thứ 7 nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên cho đến nay thì họ vẫn chưa thể ngăn cản nhóm này ngừng tấn công tàu bè ở biển đỏ. Cùng ngày hôm đó, các phiến quân do Iran hậu thuẫn đã sử dụng tên lửa để tấn công căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ ở Iraq, khiến cho một số binh sĩ Mỹ đã bị chấn thương sọ não do vụ tấn công. Rõ ràng rằng, người Mỹ đang bị lôi kéo vào cuộc chiến có nguy cơ lan rộng khắp Trung Đông. Một xung đột lớn khác có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba liên quan đến Trung Quốc. Tờ New York Times mới đây cảnh báo rằng xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ càng ngày càng có nhiều khả năng xảy ra, rằng chiến thắng của Tổng thống đắc cử lại thành Đức, vốn bị Bắc Kinh coi là người ủng hộ độc lập nguy hiểm của Đài Loan, có thể sẽ gây ra chiến tranh. Tuy nhiên, những xung đột nêu trên nếu xét ở thời điểm hiện tại vẫn còn có thể cứu vãn được và sẽ có thể được giải quyết êm đẹp nếu như ít nhất một trong các bên lựa chọn bước đi đúng hướng. Do đó, chúng ta có thể cảm thấy thật là đáng ngờ khi có quá nhiều các chính trị gia đồng loạt gieo rắc nỗi sợ về một đại chiến thế giới đang đến gần, khi mà mọi dấu hiệu còn đang khá mở nhạt. Dường như là họ không nỗ lực để ngăn chặn nó mà thậm chí còn muốn tạo ra một bầu không khí chiến tranh trong năm bầu cử Mỹ 2024, từ đó giúp cho một số nhóm người giành được lợi ích về mình. Và quý vị hãy đoán xem, ai là người được hưởng lợi trong hoàn cảnh đó? hãy để lại bình luận phía bên dưới video này quý vị nhé. Video này, video ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.